Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Hôm nay người dân trên cả nước bắt đầu bước vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã lên các phương án kế hoạch từ sớm từ xa tại tuyến đường Phạm Hùng ngã tư Mai Dịch, ngã tư Lê Văn Lương và toàn tuyến vành đai 3, dòng người chen chật cứng từ rất sớm, nhất là đoạn qua các ngã tư, đoạn có đường nối lên vành đai 3 trên cao. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đội 6 công an thành phố Hà Nội đã bố trí đủ quân số trực 100%, cắt cử cán bộ chiến sĩ tại các điểm giao cắt, điều tiết phương tiện nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng ùn ứ trong thời gian ngắn. Từ chiều ngày 30 tháng 8, rất đông hành khách đổ về bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng để bắt xe về quê dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhưng các khu vực ngồi chờ mua vé xe đều chật kín hành khách. Trong ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, nhiều khu vực tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra ồn tắc giao thông, nhất là các khu vực cửa ngõ thành phố do lượng người và phương tiện đi lại tăng khá cao. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện trực ứng trực thường xuyên, thực hiện có hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm. Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ, huy động lực lượng, phương tiện tấn công, chấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tội phạm lợi dụng nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm, lễ hội, địa điểm du lịch. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn hoạt động vận chuyển hành khách, thực hiện nghiêm các quy định tiêu chuẩn, thủ tục về an ninh an toàn, không để xảy ra ủn tắc trong và ngoài các cảng hàng không, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các đô thị lớn, các khu du lịch, điểm du lịch. Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục An ninh Nội địa Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, sinh năm 1958, trú tại xóm Lác Môn 3, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, là thành viên tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đã có hành vi chuẩn bị tiến hành giải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng Hoàng biết đến tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh quân cầm đầu sau một thời gian tìm hiểu về cương lĩnh điều lệ đường lối hoạt động của tổ chức phản động khủng bố đối tượng hoàng đã viết đơn xin tham gia tổ chức và được chấp nhận hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video bài viết có nội dung cổ suý chủ trương đường lối của tổ chức và bác bỏ chế độ cộng sản hoàng còn đăng ký cho hàng trăm người tham gia trưng cầu dân ý bầu đào minh quân làm tổng thống đệ tam việt nam cộng hòa theo chỉ đạo của tổ chức, quá trình bắt khám xét đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tiền Việt Nam liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Kiến An thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Cơ quan công an xác định các đối tượng gồm Nguyễn Đình Đức, Đỗ Văn Hoàng thường xuyên liên hệ với một thanh niên trên mạng xã hội và được người này đề nghị mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho đối tượng trên với giá là khoảng 500.000 đồng một tài khoản. Sau nhiều lần bán tài khoản, Đức và Hoàng rủ dê thêm nhiều người mở tài khoản rồi bán lại thông tin. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vào đêm ngày hôm qua tại chung cư CT5A ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, xảy ra một vụ cháy căn hộ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt dập lửa, giải cứu 4 nạn nhân bị mắc kẹt. Sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã nhanh chóng triển khai dập lửa, báo động cho toàn bộ cư dân chạy xuống tầng 1 và dọn dẹp ô tô đỗ cản trở công tác cứu hỏa. Lực lượng chức năng đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng với hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 0 giờ 10 phút ngày 31 tháng 8, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không xảy ra cháy lan. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đưa được 4 nạn nhân bị mắc kẹt tại tầng 2 xuống tầng 1 an toàn. Được biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra